Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị ảnh của cặp pup kem ha. Đó, hai con này thì dòng F1 rồi cô chú chị. Đó, bò thì 7 tháng tuổi rồi. Đó, 7 tháng tuổi rồi. Tướng tá cấp mình em nói con nào con nấy thì đít nở dài nở thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì cặp đực này thì chủ nhà bán giá là 28 triệu. Đó, 28 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn. Đó, tổng vòng 200 số ha. Đó, thì bà con là thể tìm cái liên hệ số điện thoại được màn hình. Ở bò chân móng hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì của chú chị. Em nói hai con tướng tá kiểu mẫu rất đẹp luôn, cùng dạo tướng tá kiểu mẫu nè. Đó, chân móng là chân móng sò ha. Đó thì hai con này thì chiều cao thì nó cũng ngang nhau luôn của chú chị. Chiều cao thì dao động khoảng 1m14 bò đó. Đó, nhưng mà em báo thì 1m13 tới 1m15 bò đi. Đó cho nó dễ đi. Đó 1m13 tới 1m15 bò ha. Đó, bò chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rút ruột gì. Chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to của chú chị. Đó, đứt nở dây nở ha. Thì bà con nội thì mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Đó, thì cần mình mua ha. Nói chung là mình sản phẩm này thì nó giá nó rẻ lắm của chú chị. Đó, bà con nội mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Đó, cái nào thì cần mình mua. Hai con này thì nói chung là dòng F1 không nè. Con nào con nấy thì lông nhuyễn da mỏng của chú chị. Mặt thì mặt bự mà cục không à. Đó thì trước tiên thì em quay cái con bên này trước nè. Con này tướng tá chân móng nè. Đó, chân móng là chân móng sò ha. Mặt là em nói là mặt bự mặt cục không một cô chú chị. Mặt bự mặt cục nè. Đó, mặt mày nè, chân cẳng nè. Đó, tướng tá kiểu mẫu rất đẹp không. Đó, đít nè. Đây, dài nè. Đó, dài là dài đầu ha. Dài là dài đầu nè cô chú chị. Đây, lưng dài nè. Đó, hai con nè. Đó, dân đít nè. Đó, mặt mày nè. Em nói hai con này mặt là mặt bự, mặt cục không à. Đó, thì bà con mình ưng thì mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Nó nào thiệt ưng mình nó mua ha. Đó, tướng tá con nào này em nói rất dày bò luôn của chú chị. Đó, cặp đực 28 triệu nè. Đó, 28 triệu là bao ship luôn ha. Đó, thì bà con nào ưng mình tua tới luôn cho kỹ đi. Nào thì ưng mình nó mua. Đó thì tức thì anh em cũng vừa lượng xuất gia mà còn hết rồi. Đó thì em kinh sân đua bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò sinh sản hay cũng giờ có ưng thì điện cho em ha. Tướng tá cấp mình được chú chị. Con nào mấy tướng tá mấy rất dài đòn luôn. Đó, con nào mấy tướng tá rất dài đòn luôn. Tướng tá cấp mình nè. Chân móng nè, chân móng là chân móng sò ha, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột chi. Đó, chân cẳng nè. Đó thì trước khi em vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi em tốn tiền, mình kiểm tra có bú vỗ cẳng hay không. Đó, có thùng rúng thùng ruột không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Đó, cấp mình. Đó, hai con về em có 28 triệu mà bao ship luôn. Đó thì bà con nào ưng mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Nói chung thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mua cặp bò về mình nuôi vú béo đó, hoặc mẹ con mình làm nuôi làm giống như sao đó, bà con mình quyền lựa đó, mình lựa tới lựa lui cho kỹ đi. Nếu cái nào giá cả hợp lệ thì mua, còn nào giá cả hợp lệ thì bà con mình đã kiếm con khác ha. Giá cả cặp đực cúc kem này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ dòng Bosin này của chú chị. Đó, mẹ Bosin tài sản nhất luôn. Thì nói chung thì hiện tại đang giữ con đực 3B. Đó, thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con đực 3B này thì lứa thứ 2. Đó, con thì được 4 tháng tuổi của chú chị. Đó, con thì nói chung thì đẻ con ra xương sóc rất to, tướng tá rất dài đòn ha. Đó, thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 25 triệu. Đó, 25 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn. Đó, trong vòng 200 số ha. Đó, thì bà con nào thấy ưng được cứ liên hệ số điện thoại để tôi màn hình. Đó thì con mẹ này thì chiều cao nó là 1m4 tới 1m42 bò cô chú chị. Đó 1m4 tới 1m42 bò ha. Còn con thì dao động khoảng 1m08 tới 1m1 bò rồi. Đó, mẹ con chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì bà con nào ưng thì mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Đó thiệt ưng mình phải mua ha. Em nói con tướng tá xương sóc rất to, tướng tá rất dài đòn luôn cô chú chị. Nó cũng được 3B. Đó, em nói cái dàn đòn của nó thì khỏi nói luôn, đít nở dài nở ha. Đó thì về phần con đực nè, đực mặt mày nè cô chú chị. Đó mặt mày nè, con mẹ thì sẽ mặt sẽ là nghiêm chỉnh nha, nó sẽ là dòng Bosin nè cô chú chị. Đó con đực xương sóc rất to nè.
em nó vàng xương sốc đúng yếm nè, chân móng hoàn thiện luôn đó, đít nở dài nở nha em, nó được cái dàn đít chân dài nó khỏi nấu luôn của chú gì, đít chân dài khỏi nấu luôn đó, lòng dao cũng dọn luôn nè đó, 25 triệu là bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn. Còn mẹ nè đó, mẹ thì em quan sát sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh của chú chị, mẹ thì sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh ha, đó bộ vú nè, vú thì 4 vú nè đó, mẹ tướng tá cấp mình nè. Đó rất dài đòn luôn, mẹ xung cũng tàn cũng xương rất lớn luôn của chú chị. Con cái với con thì con bú thì nó hơi dẻo bò ha, đó như con mẹ này chủ nhà có nó lên giống nước hay nước gì rồi, nhưng mà nói chung thì người ta bán cũng không bung tin đâu của chú chị đó. Mẹ con giá 25 triệu đó, 25 triệu là bao ship ha. Mẹ chân móng nè, mẹ chiều cao là 1m4 tới 1m42, bò là nói chung là nằm tàn sát nhất rồi đó, rúng nè chân trước nè đó, sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh ha. Đó thì bà con nào ưng mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi đó, thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì nói chung là trước khi hình em cũng thương lượng xét giá bà con hết rồi, thì con nào mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi đó. Mẹ con về mà có 25 triệu à đó, mà 25 triệu là bao ship luôn đó, bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, dòng 2 tâm số ha. Tướng ta cắp mình chân móng nè đó, còn chú chị thấy tướng ta cắp mình chân móng xương sóc rất to luôn, được chúng lấy tướng ta dài đòn luôn đó, đít nở dài nở khỏi nấu luôn của chú chị đó, đít dở nó dở nở dài nở khỏi nấu luôn nè đó, được lưng dài đít tướng ta rất dài đòn luôn đó, thì bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, thiệt ưng mình nó mua ha. Đó, dòng bô xin đó, con thì địch bà B đó, mẹ con giá 25 triệu. Thì những con bò này, những bộ mẹ con mà đã rồi thì bên em bán sẽ bao lội cô chú anh chị trong vòng 3 tháng đó, nên việc cái lú hí trục trặc mình em thâu bộ về hoàn thiện bò thì xe đủ cho cô chú anh chị mình luôn đó. Tướng tá cắp mình chân móng nè mẹ nè, mẹ con tràn con xương lớn dữ lắm, nó vú thì 4 vú ha. Đó, bà B thì 4 tháng đó, đang giữ được bà B thứ hai đó. Thì hình ảnh về giá cả của một mấy con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi, cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hình đó, còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.